Nối tiếp video lần trước, sau đây là 3 cách đọc nhãn tiếp theo của một chai vang Chile. 4. Nồng độ. Từ gốc của nồng độ cồn là alcohol by volume, thường được viết tắt là vol trên nhãn chai rượu. Hoặc thậm chí có chai còn không ghi từ vol mà chỉ là một con số tính bằng phần trăm. Thông thường nồng độ thấp nhất được cho phép là 11.5. Chính vì thế bạn sẽ thấy hầu hết những dòng rượu vang tại đây luôn có nồng độ cồn cao hơn một chút so với quốc gia khác. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà sản xuất rượu vang tại nước này đang cố gắng để điều chỉnh nồng độ hạ thấp xuống một chút nhằm mang đến chất lượng tốt hơn. 5. Vùng sản xuất. Đây là thông tin thể hiện khu vực, vùng hoặc tiểu vùng trồng nho để làm rượu vang. Nhưng hầu hết các vùng sản xuất rượu vang của Chile sẽ đến từ thung lũng. Vì được thiên nhiên ưu đãi cũng như sở hữu cho mình một vị trí đặc biệt, nên phần thung lũng của Chile được xem như là nơi trồng cũng như sản xuất các chai vang hàng đầu đất nước. Chính vì thế, khi biết được khu vực cụ thể, ta còn đánh giá được phong cách làm vang của khu vực đó. 6. Phân hạng. Chile có những tiêu chuẩn phân loại thông thường trong ngành công nghiệp rượu vang, từ thấp đến cao. Đầu tiên là Varietà, hay còn gọi là Estate hoặc Classic, là dòng rượu vang trẻ, chất lượng vừa uống và không ngâm ủ trong thùng gỗ sồi. Những loại vang này thường được bán ra thị trường từ 3 đến 6 tháng sau vụ nho. Selection, gồm những chai rượu vang có chất lượng cao hơn, không ủ hoặc chỉu trong thùng gỗ sồi từ 3 đến 6 tháng. Mùi vị của rượu đậm đà và hấp dẫn hơn nên giá thành sẽ nhìn hơn cấp Varietà. Reserva, rượu vang từ cấp này trở lên đều thuộc vào hàng tương đối ngon và ngon của Chile, được ủ trong thùng gỗ sôi khoảng 6 đến 8 tháng và tiếp tục giữ trong chai thêm 6 tháng nữa trước khi được bán ra thị trường, nên rượu có hương vị phong phú và đầy đặn hơn. Grand Reserva, thời gian ủ trong thùng gỗ sôi của dòng vang này sẽ lâu hơn so với Reserva và các quy định sản xuất sẽ khắt khe hơn, từ 12 đến 18 tháng và tiếp tục được ủ trong chai thêm 1 đến 2 năm nữa rồi mới được đem ra thị trường. Và độ tuổi gốc nho trung bình phải đạt từ 12 tuổi. Winemaker, hay còn gọi là Limited Edition và Family Collection. Đây là những chai vang làm từ các loại nho, vùng nho được lựa rất kỹ càng. Rượu thường được ủ trong thùng gỗ sồi tương đương hoặc hơn vài 3 tháng so với Grand Reserva. Icon White, đây là những chai rượu vang thuộc hàng cao cấp nhất của Chile. Không phải mùa nho nào cũng tạo ra được những chai vang được xếp vào hạng Icon White. Tuổi đời cây nho phải ít nhất là 20 năm, có những vườn nho đến cả trăm tuổi. Dòng vang này thường được pha trộn từ 2 đến 4 giống nho khác nhau, ủ trong những thùng gỗ sồi 18 đến 24 tháng và tiếp tục ủ trong chai 24 đến 30 tháng trước khi được bán ra thị trường. Cụm từ Icon thông thường sẽ không in được trên nhãn. Để biết được đâu là Icon White của Chile, mọi người sẽ phải đợi thông tin đến từ nhà sản xuất rượu khi họ phát hành. Tuy nhiên, không phải lúc nào các cấp độ này cũng thể hiện hết chất lượng của rượu vang, nó còn phụ thuộc nhiều vào nhà sản xuất và khẩu vị người thưởng thức. Bạn còn thắc mắc điều gì về thông tin của nhãn chai rượu vang Chile? Hãy comment bên cạnh để Daily White cùng giải đáp nhé!